Chào bác nhé, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bác về dòng máy cân bằng laser 12 tia xanh của hàng cao cấp nội địa Đài Loan các bác nhé. Thì các bác có thể thấy chữ Make in Taiwan này, đấy, đây là hàng cao cấp nội địa Đài Loan. Thì bên em chuyên cung cấp máy hàng Đài Loan để đảm bảo chất lượng các bác. Làm công trình thì mình làm công trình đòi hỏi độ chính xác cao thì phải làm những hàng thương hiệu phải chuẩn các bác nhé. Chứ mấy cái hàng máy cỏ thì nó làm không đảm bảo chất lượng các bác. Các bạn làm công trình nó không yên tâm thì cũng phải dùng cái hàng này đây. Có thể thấy em soi lên đường dây dọi này, đấy, rất chính xác luôn, xanh lét đường dây dọi. Đấy, có thể thấy xanh rất là xanh nhá. Đấy, soi không lệch thế nào, một tia rất là nhỏ thôi, từng tia rất là nhỏ bé sắc nét đấy, và soi quả dọi rất là chuẩn. Đấy, có thể thấy thì đang trời hơi đang hơi gió tí, quả dọi lại đu đu đưa rồi. Đấy, có thể thấy lúc nào nó không đu đưa thì lại soi thẳng lên quả dây đấy, màu xanh luôn. Có thể thấy lúc nào đấy, có thể thấy độ chính xác rất là cao nhá, chính xác tuyệt đối luôn, chính xác như quả dây dọi luôn, mà dọi nhiều lúc gió thổi nó đu đưa mà còn không chuẩn bằng cái máy laser luôn. Đấy, các bác làm máy laser vẫn đảm bảo chất lượng hơn các bác nhé. Đây là máy laser 12 tia xanh hàng cao cấp nội địa Đài Loan các bác nhá. Thì phụ kiện gồm một cái vỏ hộp này, một miếng để kẹp nền, các bác có thể vặn lên vặn xuống được, một cái tay gắn tường, một cái miếng để các bác đóng vào tường nhá, một cái pin sơ cua. Thì hàng cao cấp nội địa Đài Loan thì pin 6.000 các bác nhá, các bạn thấy pin 6.000, còn hàng máy bình thường thì pin 4.000 thôi, cùng lắm 5.000. Hàng bên em pin 6.000 để các bác dùng đảm bảo cho thoải mái 2-3 ngày. Thì có một cục để nối để các bác gắn vào cục chân mét 2 này, một cái điều khiển đấy, và một củ sạc nữa đấy, phụ kiện, rất nhiều phụ kiện để đi theo để hỗ trợ các bác làm việc thì có nhiều chức năng và nhiều hiệu quả hơn trong công việc của các bác. Thì bên em hỗ trợ giao hàng miễn phí trên toàn quốc, các bác được kiểm tra hàng, test hàng thoải mái trước khi nhận đấy. Em có người thật Việt thật thôi, các bác phải test hàng đúng như trong video thì các bác lấy ý các bác nhá. Đấy, soi rất chính xác luôn. Đấy, soi xanh lét đường dây dọi. Hiện tại đang có trời đang gió nên dây dọi hơi đu đưa tí đấy. Thì đây các bác có thể thấy quả dọi đang đu đưa đấy. Thì máy còn chuẩn hơn cả quả dọi luôn, vì nó không phụ thuộc vào gió. Bác làm quả dọi như lúc gió thổi đu đưa thì vẫn không chính xác lắm. Thì mình dùng một quả dọi máy này sẽ soi chính xác rất là cao các bác nhá. Chào bác nhá. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác về dòng máy cân bằng laser 12 tia xanh hàng cao cấp nội địa Đài Loan các bác nhá. Đấy, các bác để thấy chữ Make in Taiwan này. Đấy. Thì em chuyên cung cấp những dòng máy laser Make in Taiwan để các bác làm cho đảm bảo chất lượng. Chứ hàng máy cỏ các bác làm công trình đắt tiền thì nó sẽ không đảm bảo chất lượng cho các bác. Thì mình làm công trình phải đòi hỏi độ chính xác rất là cao các bác nhá. Nên phải dùng những dòng máy đảm bảo chất lượng cho các bác. Đây các bác để thấy em test lên luôn. Lên cái quả dọi này, các bác để thấy. Đấy, quả dọi xanh lét luôn. Soi không lệch tí nào. Quả dọi những lúc gió thổi nó không chuẩn các bác nhá. Đây các bác để thấy xanh hết từ đầu đến cuối. Đây các bác thấy. Đấy, đây. Đường tia rất là nhỏ, sắc nét như thế. Đây, rất là nhỏ thôi. Sắc nét để các bác làm công trình thì nó sẽ độ chính xác rất là cao. Yên tâm các bác, đây các bác có thể soi rất là dọi rất là chuẩn nhá, không sai lệch tí nào. Đây con máy cân bằng laser 12 tia xanh hàng cao cấp nội địa Đài Loan. Thì máy gồm phụ kiện đây. Một cái miếng ken nền, một cái miếng để các bác đóng vào tường, để bắt dùng tay gắn tường này, các bác sẽ gắn lên tường, sẽ làm cho bác treo lên tường. Các bác nhiều lúc làm trần thạch cao anh tinh thì sẽ hiệu quả hơn, đầy đủ chức năng cho các bác. Một cái điều khiển, một củ sạc và một quả pin sơ cua 6.000 các bác nhá. Đấy, có thể thấy 6.000 mAh đấy, dung lượng pin rất là cao. Thì dòng máy bên trên thị trường chỉ có lắm 4-5.000 thôi, còn riêng bên em là hàng cao cấp nội địa Đài Loan nên pin tận 6.000 luôn, đảm bảo chất lượng cho các bác làm lâu dài. Đấy, có thể thấy độ chính xác rất là cao luôn. Xoay em quả dọi này, máy tia nhỏ sắc nét, độ chính xác cao. Thì bên em hỗ trợ giao hàng miễn phí trên toàn quốc, các bác kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận, các bác cứ mang công trường test hàng thoải mái đấy, đúng như trong video thì các bác lấy, em người thật Việt thật thôi, cho các bác thoải mái luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhá.